Dạ thưa vâng, Lê Ngọc và anh Việt Linh mời quý vị trở lại với bản tin cuối tuần trong ngày thứ bảy hôm nay. Và Lê Ngọc đã có anh Việt Linh trên làn sóng của đài NVR phát đi từ thủ đô Washington. Xin chào anh Việt Linh. Xin chào cô Lê Ngọc. Xin kính chào quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong ngày cuối tuần, nhất là cái thời gian mà cuộc bầu cử nó sắp đến gần rồi một lần nữa, thì Lê Ngọc nói rằng là còn có 10 ngày nữa là cái ngày chính thức. Và như vậy thì thưa quý vị, cái vai trò của một vị tổng thống mà là tổng thống của Hoa Kỳ, Lê Ngọc thấy không chỉ là lãnh đạo nước Mỹ mà phải nói rằng là một cái chức vụ, một người có cái quyền lực nhất ở trên trái đất này, ở trên thế giới. Và những gì mà một vị tổng thống làm nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân Mỹ, trong đó có tất cả chúng ta nha thưa quý vị, những người Mỹ gốc Việt. Như vậy thì thật sự cái lá phiếu của chúng ta đó là cái tiếng nói để mà nói lên chúng ta muốn gì, chúng ta đòi hỏi gì. Thì thưa quý vị, trước khi mà anh Việt Linh gửi đến cho quý vị những cái ghi nhận của anh, thì trước tiên Lê Ngọc thấy quý vị đã nghe là có rất nhiều những cựu viên chức từ bên Đảng Cộng Hòa hoặc là những viên chức cao cấp của Đảng Cộng Hòa, họ cũng đã lên tiếng, họ endorse, họ ủng hộ cho ông Joe Biden. Nhưng mà đặc biệt thưa quý vị, mới có một cái tin mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị là thường xuyên trước đây đó thưa quý vị, khi mà nói đến vấn đề business, những cơ sở làm ăn họ tránh, họ không muốn đụng tới cái vấn đề chính trị đâu, vì họ ngại rằng họ sẽ mất khách nếu mà cái người khách đó họ ủng hộ cho cái người ứng cử viên tổng thống bên kia, rồi bên này lại là đối thủ. Thì thường thường business thưa quý vị họ không bao giờ muốn nhắc đến, nhưng mà lần này có quá nhiều những cái đặc biệt xảy ra. Những công ty thưa quý vị, trong đó hôm nay Lê Ngọc thấy có một cái công ty nhu liệu có cái tên là Expensify, có trụ sở ở ngay tại San Francisco của tiểu bang California, mà họ gửi ra thưa quý vị, họ gửi ra cái một cái số lượng quá nhiều thưa với anh Việt Linh và quý vị, tới khoảng 10 triệu email kêu gọi khách hàng của họ là đừng bầu cho Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, chúng ta thấy nào là những nhà kinh tế, những chuyên gia về kinh tế, rồi ngay cả vấn đề những nhà khoa học chưa bao giờ xảy ra, rồi business sư vị cũng chưa bao giờ xảy ra, và lại lên tiếng để mà kêu gọi khách hàng, kêu gọi người dân Mỹ nên ủng hộ cho ông Joe Biden. Thì trở lại với lại cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta, thưa với anh Việt Linh, anh ghi nhận như thế nào? Vì trong mới đây thôi, Lê Ngọc lại thấy có cái lá thư của chính ứng cử viên tổng thống dân chủ, đó là cựu phó tổng thống Joe Biden, ông đã viết để mà ông gửi ra cho cộng đồng của chúng ta. Lê Ngọc xin mời anh Việt Linh. Vâng, xin cảm ơn cô Lê Ngọc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả lá thư của ông Joe Biden đã gửi đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, nguyên văn như sau. Kính thưa quý vị, người Việt tị nạn đã can đảm vượt qua nguy hiểm, bất trắc và hy sinh tất cả để đến Hoa Kỳ là điển hình quan trọng cho thấy đặc điểm của nước Mỹ chúng ta. Ngày nay, cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một cộng đồng lớn mạnh với hơn 2 triệu người và Hoa Kỳ đã trở nên vững mạnh hơn nhờ vào tinh thần can đảm, sự kiên cường cũng như những đóng góp to lớn của họ qua các cộng đồng lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ. Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử mang 130.000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho một đạo luật đã dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần giúp người tị nạn, chào đón họ đến với thế giới tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tị nạn và di dân. Và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta. Donald Trump không hiểu điều đó.
Trong 4 năm qua, ông ta đã không ngừng tấn công các cộng đồng di dân và các giá trị nền tảng của Hoa Kỳ, vốn là một quốc gia của người di dân. Ông ta đã quay lưng với tinh thần bảo bọc người tị nạn, giảm tỷ lệ tiếp nhận người tị nạn xuống mức thấp kỷ lục và chia cách hàng ngàn đứa trẻ khỏi vòng tay của cha mẹ tại biên giới phía nam của chúng ta. Ông ta đã thổi bùng ngọn lửa thù ghét chủng tộc, chia rẽ và bạo lực tại đất nước chúng ta bằng những luận điệu phân biệt chủng tộc. Những việc này đã xảy ra kể cả trước cơn dịch COVID-19, và ngày nay nạn kỳ thị chủng tộc nhắm vào người Á Châu đã không ngừng gia tăng vì những lời lẽ vô trách nhiệm và đầy kích động của Tổng thống Trump. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump không còn là ngọn hải đăng soi sáng thế giới, mà chỉ còn là một ngọn đèn đỏ đầy cảnh báo. Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến hậu quả từ những chính sách sai lầm của ông ta trên mọi mặt. Chúng ta đang đối mặt với 4 đại họa đang diễn ra cùng một lúc. Đại dịch, nền kinh tế suy thoái trầm trọng nhất trong một thế kỷ qua, những bất công từ nạn kỳ thị chủng tộc, và thảm họa thiên tai do thay đổi khí hậu đang gia tăng. Donald Trump không có một kế hoạch để đối phó với bất kỳ đại họa nào được kể trên. Nhưng tôi có. Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để tranh đấu cho người di dân, cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, các nam nữ làm việc chăm chỉ trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm cộng đồng người Mỹ gốc Việt, là những người đang cố gắng vươn lên để có cơ hội mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Họ là những người xây dựng nên đất nước này, và đó là những người mà tôi sẽ tranh đấu vì họ hàng ngày với vai trò tổng thống. Trong ngày đầu tiên, tôi sẽ tăng cường chính sách đối phó đại dịch của nước Mỹ và ban hành kế hoạch xét nghiệm, điều trị và bảo đảm mọi người dân đều có thể dễ dàng nhận được thuốc chủng ngừa COVID-19 miễn phí. Tôi sẽ không thiên vị giữa các tiểu bang lãnh đạo bởi đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Đại dịch này ảnh hưởng đến mọi người, cho nên chúng ta cần phải đối phó với đại dịch tại khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Tôi sẽ mang đến cho giới tiểu thương những trợ giúp thật sự. Tình trạng tham nhũng trong chính sách khôi phục kinh tế của Donald Trump đã khiến ngân sách viện trợ rơi vào tay các tập đoàn lớn và loại trừ một cách có hệ thống các doanh nghiệp do phụ nữ và người thiểu số làm chủ, khiến cho 1 trong 5 các tiểu thương phải đóng cửa. Có đến 75% các doanh nghiệp tiểu thương do người gốc Á Châu sở hữu đã không nhận được bất cứ ngân quỹ trợ giúp nào trong đợt kích thích kinh tế đầu tiên. Đây là một điều sai trái. Tôi đã kêu gọi chính quyền phải bảo đảm ngân quỹ trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có số nhân viên từ 50 người trở xuống và hội đủ điều kiện để họ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và xây dựng lại tốt đẹp hơn. Tôi sẽ gia tăng cơ hội để họ nhận được tín dụng và nguồn vốn lâu dài, sẽ thu hút 150 tỷ Mỹ Kim từ các quỹ đầu tư công và tư, đồng thời gia tăng gấp 3 lần con số hợp đồng liên bang dành cho các doanh nghiệp nhỏ được sở hữu bởi chủ nhân từ các cộng đồng thiểu số hay hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tôi cũng sẽ nỗ lực giảm thiểu rào cản ngôn ngữ có thể gây cản trở cho các doanh nghiệp của người di dân. Nói chung, kế hoạch khôi phục kinh tế của tôi sẽ giúp đỡ cho những người làm việc chăm chỉ, chứ không chỉ giúp cho những người giàu có. Đã đến lúc những người giàu có và các tập đoàn lớn sẽ phải trả mức thuế hợp lý của họ. Và tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ ai có thu nhập dưới 400.000 Mỹ Kim một năm phải trả thêm một xu tiền thuế nào. Một bản phân tích độc lập của các chuyên gia kinh tế tại Moody's cho thấy chính sách của tôi sẽ giúp tạo thêm 7 triệu công ăn việc làm, nhiều hơn so với kế hoạch mà Tổng thống Trump đề xuất. Đồng thời, chính sách của tôi sẽ giúp tăng trưởng kinh tế thêm 1.000 tỷ Mỹ Kim. Tôi sẽ bảo vệ và cải thiện đạo luật y tế Affordable Care Act, thường được gọi là Obamacare, giúp giảm thiểu chi phí bảo hiểm sức khỏe, tiền khấu trừ y tế, cũng như chi phí thuốc men. Chính quyền của tôi sẽ cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe quan trọng đến với người dân bằng nhiều ngôn ngữ hơn, bao gồm cả tiếng Việt.
tôi sẽ cung cấp ngân sách gấp 3 lần cho các trường học công lập thiếu thốn và miễn học phí đại học công lập cho các gia đình có thu nhập dưới 125.000 Mỹ Kim một năm, để các yếu tố như chủng tộc, mức thu nhập hay nơi ở sẽ không trở thành những yếu tố quyết định cho tương lai của một người trẻ tuổi. Tôi sẽ hỗ trợ cho những người mua nhà lần đầu tiên với một khoản tín dụng thuế lên đến 15.000 Mỹ Kim để giúp các gia đình gây dựng tài sản nhằm có thể để lại cho con cháu sau này. Tôi sẽ tranh đấu để người làm công có được mức lương tốt hơn, phúc lợi và nơi làm việc an toàn, đặc biệt cho những người làm việc tuyến đầu đang mạo hiểm mạng sống của họ để đối đầu với dịch COVID-19. Đại dịch này là một bằng chứng cho thấy nước Mỹ không thể tách biệt với thế giới. Chúng ta phải sát cánh cùng với các nước bạn và các đồng minh để duy trì hòa bình và ổn định. Tại Đông Nam Á, chúng ta sẽ khôi phục vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong các thể chế khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, và làm việc với các đối tác của chúng ta để giải quyết tình trạng bành trướng của Trung Quốc, bao gồm tại Biển Đông. Tôi sẽ cải thiện những chính sách quan trọng của chính quyền Obama Biden đối với Việt Nam, nỗ lực gỡ bỏ bom mìn còn sót lại, giải quyết các tác hại của chất độc màu da cam, củng cố an ninh biển và tranh đấu cho nhân quyền. Tôi sẽ khôi phục vai trò của Hoa Kỳ là nơi nương tựa an toàn cho người tị nạn, phù hợp với nhu cầu của quốc tế, cũng như với trách nhiệm và giá trị của chúng ta. Như tôi đã nói từ lúc ban đầu, tôi ra tranh cử là để khôi phục bản sắc của quốc gia chúng ta, là một đất nước mở rộng vòng tay, tràn đầy cơ hội và là nơi mà nhiều người bắt đầu một cuộc sống mới. Đây là quốc gia mà mọi người đều có tiếng nói và mỗi lá phiếu bầu đều được tính. Tôi sẽ tiên phong tranh đấu cho các vấn đề nêu trên, và quan trọng hơn cả, tôi sẽ lắng nghe người dân. Cuộc bầu cử đã bắt đầu và đang diễn ra. Tôi hy vọng quý vị sẽ tích cực tham gia để tiếng nói của mình được lắng nghe. Tôi, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống năm 2020, Joe Biden, xin trở lại với cô Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, cảm ơn anh Việt Linh đã gửi đến cái lá thư nội dung của ứng cử viên Tổng thống bên đảng Dân Chủ, đó là cựu Phó Tổng thống Joe Biden, để cho chúng ta thật sự biết rõ những gì mà ông quan tâm đến và chính sách của liên danh Biden và Harris. Thì thưa quý vị, tiếp tục chúng ta thấy rằng là 4 năm qua, cái đời sống của chúng ta nó hoàn toàn thay đổi, không riêng gì về vấn đề đại dịch COVID-19 mà ngay cả trong cái vấn đề chính trị. Lê Ngọc cũng đã sống ở nước Mỹ hơn 40 năm và có lẽ chính tất cả quý vị khán thính giả cũng là những nhân chứng thấy được cái sự chia rẽ cùng cực ở tại nước Mỹ cũng như ở trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Một cái điều rất là may mắn trong những ngày vừa mới qua, quý vị thấy có rất nhiều những cái tiếng nói của những người Việt tại hải ngoại, những người Mỹ gốc Việt ở đủ mọi thế hệ lớn hơn, thế hệ trung niên và thế hệ trẻ đều lên tiếng để cho chúng ta cùng học hỏi với nhau. Có một cái điều đó thưa anh với Việt, anh thưa ông Việt Linh, trong những cái năm vừa mới qua chúng ta thấy có một cái điểm gọi là những cái tin giả, những cái thuyết âm mưu đã được chính trong cộng đồng người Việt của chúng ta truyền đi mà không hề kiểm chứng hoặc là không có một cái sự tìm hiểu từ trong lịch sử và ngay cả trong cái vấn đề tìm hiểu ở giới truyền thông chính thống của nước Mỹ. Thì ngay cả đó thưa quý vị, Google cho biết rằng là cho tới ngày hôm nay cái từ mà tin giả đó thưa quý vị, họ nói rằng là tới hơn 1,1 tỷ kết quả từ khắp nơi ở trên thế giới. Vì chính Tổng thống Donald Trump chúng ta biết rằng ông không phải là người mà đưa những cái tin đó, nhưng mà chính Tổng thống Donald Trump trước đây ông đã công bố, ông có sẽ cho là một cái giải thưởng tin tức giả. Và đối với Tổng thống Donald Trump, tin tức giả là những điều mà không thuận lợi cho ông, không có khen thưởng ông thì đều là những cái tin tức giả, những cái hoax, những cái trò chơi phá đám ông, những cái trò lừa bịp. Thành thử thưa với anh, thật sự nếu mà tất cả những cái gì mà trong 4 năm qua đã xảy ra, anh nghĩ là cái thời gian cần bao lâu để xây dựng lại cái đất nước Mỹ, giữ gìn cái dân chủ mà trước đây nước Mỹ luôn được nổi bật ở trên thế giới về cái vấn đề tinh thần
dân chủ, những thiệt hại mà do chính chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gây ra trong thời gian 4 năm dưới sự lãnh đạo của ông, thì anh nghĩ là cái 4 năm nữa, cái lá phiếu của cử tri sẽ để cho Tổng thống Donald Trump tiếp tục làm vị Tổng thống trong 4 năm nữa hay không? Thời gian này bao lâu để mà thật sự xây dựng lại nước Mỹ thưa anh? Vâng, xin cảm ơn cô Lê Ngọc. Kính thưa quý vị thính giả, đã gần 4 năm trôi qua, dưới một triều đại tham nhũng, thối nát, lạm quyền, rõ ràng là ai ai cũng thấy chủ trương của nước Mỹ với lời nói và hành động của Trump vô cùng mâu thuẫn. Báo cáo của Bộ An ninh và Nội địa của Mỹ cho biết rằng, ngoài các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc, thì nước Mỹ còn có các nhóm theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nằm trong lòng đất Mỹ. Bộ An ninh Nội địa và Quốc phòng của Mỹ từ bao thập niên nay đã có những kế hoạch để đối phó. Nhưng lãnh đạo của các nhóm da trắng thượng đẳng trong lòng nước Mỹ này là ai? Qua cuộc tranh luận lần thứ nhất giữa Trump và Biden, để trả lời câu hỏi của điều học viên Chris Wallace, thì việc lên án các nhóm này, ông Trump đã trả lời bằng một giọng điệu của một đại ca, hàm ý chỉ thị cho bọn này đứng yên đó chờ lệnh. Rõ ràng Trump đã dần lộ diện như một đầu đảng của các nhóm da trắng thượng đẳng. Chính thức Donald Trump đã trở thành một mối đe dọa thực sự cho an ninh nội bộ của nước Mỹ. Dĩ nhiên, Mike Pence cùng một số nhân vật trong đảng Cộng hòa có thêm lý do để loại tên tổng thống anh chị này ngay khi thời cơ đến. Nổi bật nhất là vào thời điểm mà Trump phải vào bệnh viện Walter Reed để được điều trị vì nhiễm COVID-19. Nhưng trong thời gian được chăm sóc, Trump chưa hề tỏ ý là sẽ bàn giao cho người làm phó. Nước Mỹ năm 2020 thực sự đang đứng trước những thử thách nghiệt ngã. Một đại dịch COVID-19 với gần 230.000 sinh mạng đã tử vong. Suy thoái kinh tế với hơn 13% lao động thất nghiệp. Bất ổn xã hội với hàng trăm cuộc bạo động trong một đất nước với hơn 300 triệu khẩu súng. Không thể nào mổ xẻ cho hết những hậu quả trong gần 4 năm cầm quyền của Trump. Chỉ có thể tóm gọn trong một câu ngắn ngủi nhưng đầy đủ ý nghĩa nhất. Đó là Trump đã thành công trong việc chia rẽ nước Mỹ và phá rỡ khối liên minh phương Tây. Đặc biệt, Trump đã hủy bỏ những cố gắng và thành tựu của chính quyền tiền nhiệm Mỹ trong công cuộc bảo vệ môi trường toàn cầu. Một người thiếu đạo đức, không hề có viễn kiến chính trị lên làm tổng thống là điều có thể xảy ra. Bằng chứng là ở nhiều nước dân chủ đã từng có những nguyên thủ tồi, nhưng vấn nạn của chỉ riêng nước Mỹ lại chính là việc một số người dân Mỹ lại có thể dễ dàng tin và ủng hộ những chủ thuyết âm mưu sai sự thật từ Donald Trump. Thí dụ như Vladimir Putin là người tốt, còn FBI không đáng tin. Nào là coronavirus là không có thật mà do đảng Dân Chủ tạo ra. Nào là không có biến đổi khí hậu toàn cầu mà chỉ là do thiên nhiên thay đổi. Nào là đảng Dân Chủ sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội cộng sản ở Mỹ, vân vân. Không thể kể hết hơn 20.000 điều nhảm nhí và những thuyết âm mưu đã được phun ra từ miệng của Donald Trump. Hiện nay, vấn đề phân cực đã trở nên nghiêm trọng và quá khủng khiếp tại Hoa Kỳ. Rất nhiều người đã không thể hiểu tại sao những gì Trump nói, kể cả những lời nói dối sai sự thật, những thuyết âm mưu sai lầm mà tạo nên sự phân hóa ghê gớm và nhiều đến như vậy. Người ủng hộ ông ta cũng quá khích, mà người chống đối ông ta cũng không vừa. Kể cả người Mỹ và người Việt, người Hàn Quốc, Ấn Độ, Do Thái, họ đều phân chia chiến tuyến như thế với nhiều mức độ khác nhau. Tất cả người Việt Nam chúng ta đang sống ở hải ngoại cần nhìn nhận rằng chúng ta chỉ có một kẻ thù duy nhất, đó là bọn Cộng sản Hà Nội đã xâm chiếm miền Nam, gây đau thương nước mất nhà tan, chia cắt cho người miền Nam. Chúng ta chỉ có một quê hương là Việt Nam để yêu. Chúng ta chỉ có một cộng đồng Việt Nam ở Mỹ để xây dựng và đoàn kết. Chúng ta chỉ có một nền văn hóa Việt để bảo tồn.
Tất cả những người đồng hương đều là bạn. Nếu chưa là bạn hôm nay thì sẽ là bạn của ngày mai. Chúng ta không phải là kẻ thù giữa chiến trường, không cần phải đánh nhau, giết nhau vì bất cứ ai hay vì bất cứ điều gì. Chúng tôi không chống người Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Chúng tôi không chống người Việt thuộc Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Mà chúng tôi chống những gì sai trái, tráo trở, gian manh, dối trá, lọc lừa, bạo quyền, bán nước của Donald Trump, vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Sự phát triển và nền tảng vững chắc của Hoa Kỳ không phải là tự nhiên mà có được. George Washington, vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và thường được công nhận là người cha đẻ của quốc gia này, đã từ chối quyền tối cao cho chính mình và tự đặt ra hai nhiệm kỳ tối đa cho chức vị Tổng thống Hoa Kỳ, với ý thức cho rằng nhiệm kỳ tối đa sẽ đưa đến việc lạm quyền. Tòa tối cao thượng thẩm Hoa Kỳ từ những niên kỷ đầu tiên tự đặt ra những điều lệ ràng buộc quyền hạn chính mình để người dân có sự bảo đảm quyền lợi căn bản. Và các cơ quan chính quyền có cơ bản quyền hạn trong cách chính sách của họ. Nền tảng hòa bình dựa vào các căn bản tôn trọng quá trình của mọi việc từ nhỏ đến lớn và sự cân bằng giữa quyền hạn và trách nhiệm khi nắm các quyền hạn đó. Khi Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố mình phải được tiếp nhiệm hơn hai nhiệm kỳ hay đặt điều bất tín nhiệm lá phiếu, đó là việc gieo mầm mống rạn nứt nền tảng quốc gia. Chúng tôi không đi bầu vì đảng phái, mà chúng tôi đi bầu để có được một người đạo đức, có liêm chính, viễn kiến chính trị, kinh nghiệm, có lòng bao dung thương người và yêu đất nước này, lên làm một tổng thống anh minh, sáng suốt để lèo lái đất nước này qua cơn đại dịch, vực dậy nền kinh tế và trấn an lòng dân đã rạn nứt nhiều vì bạo loạn triền miên. Chắc chắn sẽ mất một thời gian rất lâu để người dân Mỹ lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống thường nhật và có lại được niềm tin từ một chính quyền mới đã có được từ một chính quyền thối nát lương lẹo như chính quyền của Donald Trump. Một ngày sắp tới đây, Trump sẽ phải ra đi. Những người ủng hộ điên cuồng trước đây, dù có còn nhớ hay tiếp tục tôn thờ, sùng bái Donald Trump hay không, đó là quyền của họ. Nhưng với đảng Cộng Hòa, kính thưa quý vị, họ phải mất một thời gian rất lâu mới lấy lại được chính nghĩa và niềm tin từ người dân Mỹ. Cũng giống như thời của Richard Nixon làm tổng thống, đảng Cộng Hòa đã phải cần có một Reagan mới 6 năm sau đó mới giúp cho người dân Mỹ có thể nguôi ngoai, tạm quên đi những tráo trở gian tà trong chính trường của đảng Cộng Hòa. Và lần này thì khác, không giống như thời đảng Cộng Hòa của Richard Nixon, mà đảng Cộng Hòa dưới thời Donald Trump còn tệ hại hơn gấp trăm lần thời đầu thập niên năm 1970, nên sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để vực dậy và lấy lại uy tín và niềm tin cho đảng Cộng Hòa từ người dân Mỹ. Không phải chỉ cần một Reagan và 6 năm nữa, mà có thể là hàng chục Reagan và bao nhiêu lần 6 năm nữa mới thay đổi được lòng dân nghĩ về một đảng Cộng Hòa đã a dua, su nịnh, mù quáng, tiếp tay cho tên gian manh làm bậy. Vẫn còn đó, kính thưa quý vị, trong Thượng viện, những tên nghị sĩ Cộng Hòa đã muối mặt, ngậm miệng làm thinh suốt thời gian Trump cầm quyền. Bây giờ có lên tiếng để nói những lời hối lỗi cũng không còn kịp nữa. Tất cả đã trễ rồi. Và một triều đại tham nhũng, thối nát, lạm quyền của Donald Trump sẽ để lại cho chính phủ liên bang chỉ là những đổ nát suy tàn. Những công việc cần thiết để sửa chữa và xây dựng lại có thể sẽ mất rất nhiều năm. Việc Donald Trump đưa người lên tung hô khen nức nở hôm trước, rồi sau đó là sa thải từ chức sau đó vài tháng, đã diễn ra như cơm bữa. Chỉ có thể nói đến vài người từng nắm giữ những chức vụ quan trọng như Ngoại trưởng Rex Tillerson, chỉ một thời gian ngắn đã tạm biệt ra đi sớm, được thay thế bởi Mike Pompeo. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions ra khỏi cửa trong sự ô nhục, thay thế tạm thời ghế trống của Jeff Sessions mới đầu là gã Matt Whitaker, hoàn toàn bất tài, chỉ xuất hiện trong một thời gian chớp nhoáng, sau đó đến tay chân thân tín William Barr, su nịnh một cách kinh tởm, rồi đến Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry,
cũng tạm biệt trong nháy mắt. Rồi Bộ trưởng Lao động Alex Acosta cũng bắt buộc phải từ chức trong sự ô nhục vì mối quan hệ của ông ta với Jeffrey Epstein, kẻ ẩu dâm khét tiếng và cũng là bạn của Donald Trump. Đến Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng từ chức để phản đối việc Trump lạm dụng một cách bừa bãi những lực lượng quân đội Hoa Kỳ. Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinger cũng tự động từ chức để khỏi phải phản đối mặt với cuộc điều tra của chính phủ liên bang vì đã sử dụng văn phòng của mình để trục lợi cá nhân. Giám đốc quốc gia, tình báo quốc gia Dan Coats đã bị tẩy chay, đá văng khỏi một cuộc chơi quyền lực của Trump để chính trị hóa cộng đồng tình báo. Donald Trump đã liên tục tiến hành bổ nhiệm những quyền bộ trưởng để thay thế những quyền bộ trưởng đã hết hạn hay những bộ trưởng chưa tìm được người để thay thế. Vì với những quyền bộ trưởng sẽ không cần phải thông qua quốc hội hay phải ra điều trần gì cả, dễ dàng đưa lên và thay thế bằng một người khác một cách nhanh chóng. Những người chấp nhận cúi đầu và thần phục trước một Donald Trump gian xảo. Gần đây, một trong những nỗ lực của Trump để luồn lách những luật lệ đã gặp phải một trở ngại khi một thẩm phán liên bang ở Montana đã ra lệnh cách chức William Barry Bentley, quyền giám đốc của Cục Quản lý Đất đai, là người đã bị viên thẩm phán liên bang phát hiện là đã phục vụ bất hợp pháp trong 400 ngày mà không có sự xác nhận của Thượng viện. Bentley là người tích cực ủng hộ việc bán đất đai của liên bang cho những tiểu bang hoặc cho công dân tư nhân. Còn nhiều, còn rất nhiều những điều bại hoại tồi tệ mà Donald Trump đã thao túng chính quyền liên bang, các bộ quan trọng trong chính phủ. Những thiệt hại mà Donald Trump sẽ để lại cho Joe Biden là không thể kể xiết, rất lớn và ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Sẽ cần có thời gian để rửa sạch những vết mực đã đổ nhuộm loang lổ trên cơ cấu làm việc của chính phủ liên bang. Sẽ không thể tẩy nào được tẩy sạch trong một sớm một chiều được. Kính thưa quý vị thính giả, số người chết do sự điều hành tồi tệ của Donald Trump trong cuộc khủng hoảng COVID-19 và số ca nhiễm bệnh vẫn đang lên trung bình 50.000 người dường như mỗi ngày. Điều tốt duy nhất về một chính phủ liên bang mới toanh và trống rỗng sẽ là hàng ngàn cuộc hẹn mà Biden sẽ có thể thực hiện khi nhậm chức và hàng vài chục lệnh hành pháp executive orders mà Biden sẽ có thể ký để đảo ngược lại việc tặng quà của Trump cho những công ty kỹ nghệ gây ô nhiễm, những công ty bào chế thuốc và những tập đoàn tham nhũng. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm bây giờ là ra ngoài và bỏ phiếu để biến những điều này thành hiện thực. Chúng ta có quyền đòi lấy một vị tổng thống đứng đắn, đạo đức, phục vụ người dân. Chúng ta có quyền đòi hỏi sự bình đẳng, mỗi người đều tôn trọng như nhau và không phân biệt màu da, nguồn gốc, giới tính. Chúng ta có quyền bình đẳng, dù nghèo hay giàu, mức lương và mức thuế tương đương với nhau. Chúng ta phải đòi lấy một lý tưởng tương lai mở rộng, sáng lạng, cuộc sống văn minh giữa người và người, dù là Cộng hòa hay Dân chủ. Xin trở lại với cô Lê Ngọc.